Đổ bộ lên mặt trăng, thuyết âm mưu, trò lừa thế kỷ. Now, this isn't really the kind of story we Đây thực sự không phải là loại câu chuyện mà chúng ta thường thấy, nhưng nó hoàn toàn hấp dẫn. Một trong những ý tưởng khủng điên chết này đã cất cánh và đã lan tỏa càn quét khắp thế giới, tất cả với một bộ phim tài liệu tuyên bố rằng các phi hành gia chưa từng bao giờ đặt chân lên mặt trăng, rằng toàn bộ sự kiện này đã được quay trên phim trường. Thông thường, quý vị chỉ cần coi đây là một trong những thuyết âm mưu điên rồ. Nhưng rồi khi quý vị biết rằng 20% người Mỹ, tức là khoảng 60 triệu người thực sự tin rằng có điều gì đó không ổn, rằng bước nhảy vĩ đại của nhân loại có thể chỉ là một trò lừa bịp của thế kỷ. Một số người nói rằng đó là một thành tựu vĩ đại nhất của thế kỷ 20 và nhìn lại thấy rằng nó thực sự tuyệt vời. Apollo 11 là một chiến thắng tuyên truyền lớn đối với nước Mỹ và là một động lực lớn cho niềm tin quốc gia của Mỹ. Nhưng ngày càng cũng có nhiều người trên khắp thế giới tin rằng đó là một trò bịp bợm về lòng tin. Không một phi hành gia nào đã từng ở trên mặt trăng. Tôi e là không. Không có Apollo nào đã từng hạ cánh trên mặt trăng. Tất cả đều dối trá sao? Tôi e là như vậy. Chính phủ đã nói dối và đó là một bất ngờ. Bart Sibrill là một nhà làm phim tài liệu, một cơ đốc nhân tận tụy và là một người đàn ông bị ám ảnh rằng ông và các đồng môn của mình cho rằng tất cả các cuộc đổ bộ lên mặt trăng của Apollo đều là một âm mưu trên quy mô lớn. Một số người có thể nói rằng việc phủ nhận cuộc đổ bộ lên mặt trăng sẽ tương đương với việc phủ nhận Holocaust. Chúng ta phải nhận ra rằng có 300 triệu nhân chứng của Thế chiến thứ hai. Nhưng sự kiện đổ bộ lên mặt trăng này được cho là vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, mà chỉ có 3 nhân chứng. Mà cả 3 đều là nhân viên chính phủ, mà không có báo chí độc lập nào đưa tin về sự kiện này. Và tất cả những gì chúng ta thấy đó là một bức hình telegen đen trắng mờ mờ. Hình ảnh nổi tiếng này về các phi hành gia cắm cờ Mỹ trên mặt trăng thực sự xảy ra trong một studio có máy lạnh. Và đó là lý do tại sao lá cờ tung bay. Chúng ta đều biết không có gió trên mặt trăng. Quý vị có thể tự mình xem đoạn phim, và đối với tôi, chắc chắn rằng lá cờ đang bay hoặc có gió, mà tôi tin rằng đó là do máy điều hòa không khí, vì sức nóng do ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo mà ở đó họ có, cũng như thực tế là họ đang mặc cái bộ đồ du hành vũ trụ mà không có thiết bị làm mát. Theo bà Sobriel, có thêm bằng chứng, tất cả chỉ là trò lừa bịp. Nếu các phi hành gia thực sự ở trên mặt trăng, thì sẽ chỉ có một nguồn ánh sáng duy nhất là mặt trời, và do đó chỉ có một nguồn sáng tạo ra tất cả các bóng tối. Nó sáng hơn 20 lần so với sa mạc trên trái đất. Không có ánh sáng nhân tạo, không cần nó, tất cả các bóng sẽ chạy song song. Đôi khi chúng ta có hai đối tượng cho một bức ảnh chỉ cách nhau vài bước chân. Có những cái bóng đi theo những cái hướng khác nhau tới 90 độ, và đó là bằng chứng gián tiếp về ánh sáng nhân tạo. Tất cả đều là giả thì sẽ có một số vấn đề phức tạp với những trò lừa bịp. Thí dụ, làm thế nào để giả hiệu ứng lực hấp dẫn của mặt trăng? Điều đó thật dễ. Chuyển động chậm. Nơi chúng tôi chụp những bức ảnh telejon truyền thống như NASA cho thấy rất thuyết phục. Nó dường như là đang lơ lửng chung quanh và trông giống như là trọng lực 1/6. Nhưng tất cả những gì quý vị phải làm với tư cách là một nhà làm phim là cứ tăng gấp đôi cái tốc độ và rõ ràng rằng giống như họ đang ở trên trái đất. Họ không nhảy 1 mét trên không trung, họ chỉ đang cách mặt đất vài phân. Theo bà Sobriel, NASA đã giả mạo việc hạ cánh xuống mặt trăng không chỉ một lần mà tới 6 lần. Và rõ ràng, mặc dù có hàng nghìn nhân viên của NASA tham gia vào các sứ mệnh của Apollo, nhưng không có một ai trong số họ từng thú nhận hành vi gian lận của thế kỷ. Ông nghĩ có bao nhiêu người biết về trò lừa bịp này? Tổng thống biết, các tham mưu trưởng liên quân biết, bộ tham mưu thân cận nhất của Tổng thống biết, và sau đó tất nhiên những người quay phim chụp ảnh biết, nhưng chúng ta đang nói là có khả năng ít hơn 100 người biết rõ ràng về cuộc đổ bộ lên mặt trăng là lừa đảo. Hãy truy cập trang web của Bart Sibrill và quý vị có thể tìm hiểu cách mua một bản sao phim tài liệu của ông ấy. Không thiếu khách hàng, và điều đó khiến cho quý vị tự hỏi, có phải ông ấy làm việc đó chỉ vì tiền?
hay chỉ đơn giản là thích thôi? Chắc chắn đó là một trận chiến rất khó khăn. Họ giả vờ lên mặt trăng, họ đã làm tất cả trong một studio. Ý tôi là tất nhiên, nó nghe có vẻ có khó thuyết phục với mọi người rằng ông không phải là một người gan dở. Quý vị biết đấy, triết lý của tôi là tất cả chúng ta đều điên. Một số bị phát hiện, còn một số thì không. Ông vẫn chưa bị phát hiện. À, vâng.